Xin chào quý bậc phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay chúng ta cùng hướng dẫn cho các em tự học toán lớp 2 ở nhà theo bộ sách Cánh Diều. Bài 34, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 tiếp theo. Hôm trước các em đã thực hiện những bài toán phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phép trừ 42 trừ 5 bằng bao nhiêu. Thì các em để ý trong phép trừ này, số bị trừ là số có hai chữ số, còn số trừ là số có một chữ số. Thì chúng ta lưu ý cái cách đặt tính. Bây giờ các em lưu ý cách đặt tính. Số bị trừ chúng ta đặt ở trên, số trừ chúng ta đặt ở dưới, và dấu trừ chúng ta đặt bên trái ở giữa hai số bị trừ và số trừ, chúng ta gạch ngang. Và số trừ chỉ có là số 5. 5 nghĩa là 5 đơn vị. 5 đơn vị, chính vì vậy chúng ta đặt ngang thẳng cột với số hàng đơn vị của số bị trừ là số 2. Đó. Như vậy đó là cách đặt tính. Bây giờ thực hiện phép tính như thế nào? Tương tự như bài hôm trước, chúng ta cũng thực hiện từ phải sang trái. Chúng ta thực hiện là từ số hàng đơn vị rồi đến hàng chục. Bây giờ chúng ta cùng hướng dẫn cho các em. 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1. Không nhớ 1. Như vậy ở hàng chục của số trừ không có, nên là chỉ có số cái 1 chúng ta nhớ thôi. 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. Như vậy chúng ta có 42 trừ 5 bằng 37. Và bây giờ chúng ta thực lại hiện lại. Đây là đặc tính. Bước thứ nhất là 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. Chúng ta có 42 trừ 5 bằng 37. Như vậy nó cũng tương đương với cái phép trừ hôm trước chúng ta đã học. Nó chỉ khác là ở đây số trừ là chỉ là số có một chữ số. Các em cùng làm các bài tập sau để chúng ta nhớ thêm về cách đặt tính và thực hiện phép trừ khi số bị trừ là số hai chữ số, còn số trừ là số có một chữ số. Ta có bài tập thứ nhất, tính. Ở đây là người ta đã đặt tính cho chúng ta rồi. Ta lưu ý là số trừ là 4 này. 4 nghĩa là 4 đơn vị. 4 đơn vị thì đặt thẳng cột với hàng đơn vị của số bị trừ. Tương tự như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta thực hiện tính. 2 không trừ được 4, lấy 12 trừ 4 bằng 8, viết 8. Nhớ 1. 5 trừ 1 bằng 4, viết 4. Như vậy 52 trừ 4 bằng 48. Bài tiếp theo, 43 trừ 7. 3 không trừ được 7, lấy 13 trừ 7 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. Như vậy chúng ta có 43 trừ 7 bằng 36. Bài tiếp theo, 94 trừ 8. Tương tự, 4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 9 trừ 1 bằng 8, viết 8. Bài tiếp theo, 63 trừ 6. 3 không trừ được 6, lấy 13 trừ 6 bằng 7, viết 7 nhớ 1. Nhớ 1 như đây. Cái hôm trước đã hướng dẫn các em có thử chấm hoặc chấm vào để nhớ. 6 trừ 1 bằng 5, viết 5. Rồi, bây giờ trong bài 1 thì người ta đã đặt tính rồi. Chúng ta sang bài tập số 2. Bài tập số 2 là đặt tính rồi tính. Như vậy các em sẽ tự đặt tính dựa vào bài 1. Các em sẽ đặt tính và
chúng ta sẽ đặt tính được như sau. Đấy, các đặc tính. Số bị trừ ở trên, số trừ ở dưới, số trừ là chỉ có là hàng đơn vị, nên chúng ta đặt hàng cột với hàng đơn vị của số bị trừ. Dấu trừ ở phía trái của phép trừ và dấu gạch ngang phía dưới. Ở trong vở trình bày chúng ta không có ghi về cái khung này, vì đây là trong cái phiên bản sách điện tử nên có cái khung để chúng ta điền số. Đó, cách đặt tính. Rồi, các em đặt tính. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện phép tính nè. Bài thứ nhất 41 trừ 5. 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6, viết 6. Nhớ 1. Nhớ 1 các em chấm vào đây. Đó. 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. Như vậy 41 trừ 5 bằng 36. Bài tiếp theo 23 trừ 4. 3 không trừ được 4, lấy 13 trừ 4 bằng 9, viết 9. Nhớ 1. 2 trừ 1 bằng 1, viết 1. Như vậy 23 trừ 4 bằng 19. Bài tiếp theo 34 trừ 9. 4 không trừ được 9, lấy 14 trừ 9 bằng 5, viết 5. Nhớ 1. 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. Như vậy 34 trừ 9 bằng 25. Bài tiếp theo 96 trừ 8. 6 không trừ được 8, lấy 16 trừ 8 bằng 8, viết 8. Nhớ 1. 9 trừ 1 bằng 8, viết 8. Như vậy 96 trừ 8 bằng 88. Chúng ta cùng kiểm tra kết quả. Chúng ta đi sang bài tập số 3. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính. Ở đây là có 3 bạn mèo đang câu cá, và cái giỏ cá là có cái kết quả của các cái phép tính trừ. Những con cá này là mang cái mỗi con một phép trừ. Như vậy nhiệm vụ của các em là tính cái phép trừ này ra bằng kết quả bao nhiêu, thì chúng ta sẽ tương ứng với cái thùng của các cái chú mèo đựng cái thùng cá này. Chúng ta kéo nối vào. Ví dụ như 78 trừ 3 này á là bằng 75, thì chúng ta sẽ nối vào với cái chú mèo, cái số của chú mèo có số 75. Chúng ta cùng làm bài tập. Bây giờ dùm lại cho nó dễ. Rồi, phép trừ thứ nhất 78 trừ 78 trừ 3 bằng 75. Thì bỏ vào đây. Không gì hết. Rồi, đó. 83 trừ 8 lại còn 75, chúng ta cũng bỏ vào. 41 trừ 5 là bằng 36, chúng ta bỏ vào cái số 36. 24 trừ 9 bằng 15, chúng ta bỏ vào số 15. 80 trừ 5 còn 75, chúng ta bỏ vào cái số 75. 22 trừ 7 bằng 15, chúng ta bỏ vào số. Con này là chạy nếu vào rồi đó. Và như vậy là chúng ta đã thực hiện xong bài số 3. Chúng ta sang bài tập số 4. Toán có lời văn: buổi sáng cửa hàng bán được 31 quả bóng. Buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 6 quả. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu quả bóng? Đề toán cho chúng ta biết gì? Cho chúng ta biết một cái cửa hàng bán được là 31 quả bóng. Buổi sáng bán được 31 quả bóng.
sáng bán được 31 quả bóng. Buổi chiều thì bán được là ít hơn buổi sáng 6 quả bóng. Hỏi, đề toán hỏi gì? Hỏi là buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu quả bóng? Như vậy, để biết được buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu quả bóng thì chúng ta lấy số quả bóng buổi sáng trừ đi số quả bóng mà buổi chiều bán ít hơn thì sẽ có kết quả là số quả bóng mà cửa hàng đó bán vào buổi chiều. Câu lời giải như thế nào? Người ta hỏi gì? Hỏi là buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu quả bóng thì mình sẽ trả lời là buổi chiều cửa hàng bán được số quả bóng là. Chúng ta cùng đi làm bài toán. Như vậy là chúng ta đã có được cái đáp số của bài toán buổi chiều cửa hàng bán được số quả bóng là 31 trừ 6 bằng 25 quả bóng. Đáp số là 25 quả bóng. Đó là toàn bộ các bài tập của bài 34 phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Tiếp theo, xin chào quý phụ huynh và các em học sinh. Hẹn gặp lại ở các video của các bài tập sau. Xin chào.